mấy cây này mình mới đem ở đâu về vậy Thương? Rồi này, anh trong vườn 44 anh đem mai về á em. Vườn 44 là ở đâu anh? 44 là đường Minh Hiệp Bình á. Đường Minh Hiệp Bình. Này Thủ Đức ha. Rồi mấy cái này là mai Thủ Đức. Thủ Đức nó quá trời anh chị ơi. Mấy cái này nó cũng già mùa, được 3 mùa rồi. Bữa nay là giữa tháng 9 ở vườn Mai Phương Bình là chuẩn bị giao lưu từ từ hết nha chị. Nay sẵn rồi, vô quay cho mọi người xem quan cảnh tại vườn ở vườn Mai Phương Bình là có giao lưu cây nào, các em quay cho mọi người xem luôn nha. Nãy nói mấy cây này cỡ chừng nhiêu anh? Nói chung mấy cây này cỡ chừng mười mấy triệu, hai chục hay mấy triệu tùy theo cây. Gốc lớn gốc nhỏ nữa. Dạ. Thì cây cây thì cũng từ 5 triệu đến 10 triệu, mười mấy triệu tùy theo cây. Có lớn có nhỏ nữa, mà cây này giống dài là hàng chung của anh thôi. Như cái này đấy anh, như cái này nhiêu anh? Cái này bán 25 triệu. 25 triệu. Cái này hoành chắc bán gần 40 quá. Có 40 hơn cũng 40. Cao ở tầm khoảng cỡ từ mặt chậu lên. Cái này nó 45 hoành rồi. 45 hoành. Cao lên chừng khoảng cỡ 1m2, 1m3. 1m3 đây. 1m3. Tàn của nó khoảng 90. Là 90 mét. 25 triệu. Mai vàng ghép thủ đất hả anh? Thủ quý. Thủ quý hả? Thủ quý với thủ đất. Thì năm nay mấy chung mấy cái này là đem về đây để anh làm lại. Giống như là tỉa lại cho nó đều rồi nhánh á. Để cho nó làm nút còn bông lên luôn cho nó ngon. Tại vườn bên kia nó là nó bị nước giống như là giờ này nó lớn lên chứ. Này tứ quý thay da rồi già hết trơn quá anh. Nói chung hôm nay nó ba cái này, nói chung mình nước ngọt mình tưới thì nó phải trơn vậy nè. Còn ví dụ như nếu mà làm tưới nước giếng thì nó bị sừng một chút. Nó bị nó không có bị thanh cây. Nó đen. Còn cái này nó là nước phun tên á. Nước phun tên là nó sẽ xanh. Cái da mai là mốt từ từ em sẽ biết nghiên cứu nhìn là biết là cái này nước giếng, nước sông thì nó sẽ đen nữa. Nước sông đen nữa ha. Nước sông á là nó sạch, nó sẽ đen hơn cái hàng nước giếng chút. Tại vì cái nước giếng nó không có bị cái giống như là cái thuốc tẩy. Còn hàng này nó bị thuốc tẩy á. Tẩy nước đồng nơi á. Nó da nó trơn trơn nó vậy đó. Hàng này còn nó còn sần sần nè. Cái cây nãy là trơn luôn. Từ từ nó hết luôn rồi, nó trơn hết rồi. Tại vì ba cái hàng thuốc tẩy nó rửa lên, nó rửa cây á với già mình tưới với mai á. Rồi dễ nhận biết chắc là xem cái mắt kép là vậy ha. Đó. Tứ quý. Chung là mấy này nó già rồi, nó má là xài được rồi. Cây này bao nhiêu anh? Thì cây này tầm khoảng cỡ chừng 18 triệu ha. Cây này chắc bằng 30 hơn. 33-35 hoành anh chị. 18 triệu. Tứ quý ghép Thủ Đức. Mày được mấy mùa anh? Cái này 3 mùa rồi. 3 mùa. Thủ quý nó dễ xài, nó bông lắm, nhiều lắm. Để em coi coi. Thì đó giờ mình cứ giao lưu qua vườn ấy, cũng như cái thắt lớn nhỏ cũng có. Vàng chung cũng có, vàng này vàng kia của mình cũng là vàng lớn ngoài đây. Vàng này cũng chung chung nào khoảng nhiêu anh? Không, mấy cái này VIP rồi chứ không phải. Mấy này VIP rồi. Không phải là vàng chung. Mấy hàng này tới mấy trăm cây lại. Mà hàng này dữ quá. Cây này mấy cây bộ đế này, cây này tới 700 triệu. 700 triệu anh ha. Không biết nhờ cái gì không? Bộ đế ha. Nhờ bộ đế nhất thứ hai là những cái rễ gì gặt mà, gặt nó khôn mà giống như mình đi sửa rễ hồi xưa vậy đó. Nó đều hết trơn luôn. Hồi nãy em thấy anh có cây ở nhỏ nhỏ đang ghép có cái hoài giống giống gì mà nhỏ nhỏ nhưng mà hàng dữ á.
chút em quay cho mọi người xem nha. Cái này nó còn ngon nè, nút nó nhiều nè. Cái này nè em dở nè, nó nút lên là tượng lên đầy nè. Đó cây dừa rồi. Còn mấy cây này thì nó nhỏ ít tiền hơn. À. Mấy cây này ở 200 mà. Dạ. Mấy cái cây này 100 mấy nè. Cái đó tư quý em nhìn quay dễ là gần tỷ trên cây đó. Tại vì nói giá cao 700 lại là chị quay kỹ cho anh cây đó. Cụ đế nó giống như là y gian như là một cái vỏ sách vậy. Thấy nó xung quanh nó cắm xuống nó đều hết trơn. Cái này nếu mà đo cái hoành nó cũng phải cỡ trồng mấy nữa ha. Nó quái mà. Cây quái. Cây này cây quái vừa nên cây quái. Thứ nhất thứ hai nó già mùa hôm nay em thấy nút nó về được rồi nè. Đó nè, em thấy là hổng nút, nút này nút về chưa? Dạ. Đó anh bấm nè, anh bấm đọt đi là nó xì nút đây nè. Những cái nút này em quay cái nút. Đó giờ đang nút cho mập đó. Đó thì đó đây nè. Đó em thấy không? Dạ. Thì bây giờ là nút trước anh bấm cho người ngay tay anh nè. Nghe tay anh là một cơ nè, thấy không? Đây. Bắt đầu xong rồi lên một cái nữa, lên trên đây này bấm cái nữa, bữa nay là còn viết không nè. À. Thì nói chung nó giờ nó giữa tháng 9 rồi, nó ngồi viết là vậy đó là anh sẽ nuôi chứ phân lên nữa là nó sẽ lên vài bữa nữa thì mập từ từ lên. Dạ. Đó chứ nếu mà cây mai mà không có giờ nữa mà nó mập quá thì mình sợ là thời tiết rồi qua tháng 11 hay nó trở mùa cái nó mưa nghịch cái là chết mình, là nó bung lên nhiều quá. Cây này lùng lực nha anh chị. Nó cao tầm khoảng 1m1 và tàn ngang của nó khoảng 1m5 á. Cây này cao lên nếu mà từ thiếu mình tính luôn chậu luôn rồi phải từ 1m5. Nó cũng như 1m5. Nó tròn đều á. Đó với cây này nữa nè. Mấy cây này là mấy cây vip. Nói chung với em nãy em nói kêu là mấy cây vip thì đó em coi cái đúc nụ. Cây này tàn ngang nó là khoảng 1m9 anh chị ha, 1m8, 1m9. Bộ đế nó nè. Sổ nôm cái này lên là tầm khoảng 40 á. Này được mấy mùa anh? Cái này già mùa rồi. Cái này tới 8 mùa rồi. 8 mùa. Cái này đó là kêu bằng cây búp măng á. Búp măng lục lực. Mấy cây này là giá trị nó là 350. Nè bữa nay anh mở kiểm ra rồi nè, em thấy nè, giờ dễ dỡ lên là nút nè. Nè. Đó em thấy nó giống như là chưa chích không? À, đây nút bên đây. Đó là những cái người viết giờ là nút không. Tại vì mình không có cho nó đi ra là đọt nữa. Nay nó đứng đọt rồi. Đó, em thấy anh vậy là đọt là không có ra nữa nè. Thì này bữa hổm là cái cơ nút bên đây đó là anh chặn nè cái là còn cái cuối nè. À. Là anh bỏ luôn. Còn không ấy nào mà đây nè, anh làm chút xíu nè. Em thấy không là chỉ anh nghe là chỉ nè. Đó bấm bỏ đi. À. Rồi nó vậy đây nè, nó xong là nguyên nhánh này nút không nè. Chỗ anh bấm ngay đây nè. Ờ, à, à. Đó rồi xong rồi cho lên cái nữa, bấm cái nữa đó. Em thấy như vậy nè, ngoài đây cũng bấm hàng nhỏ nè, bấm lúc nó luôn nè. Là không có cho nó ra nữa đi nữa sao nó cùi giống vậy nè. Nè nó già nó giống vậy nè. Cái này anh thả kẽm mà rồi đó. Rồi anh mở kẽm rồi đó nè, nói chung là nó cũng mới mở kẽm này chừng chưa được 4 ngày nè. Nè em thấy nè nút nè. Thấy chưa? Dạ. Nó tụ lên nó thành như vậy nữa xong là nó đứng thành. Rồi xong nó thí dụ như nếu mà như vài bữa nữa là mình sẽ kéo lấy cái kẽm đồng đó chỗ nào mà nó hụt là mình sẽ sửa lần mình kéo này kéo quanh về qua đây cái là chia lợi cái nữa là nó đều chứ không có vô kẽm nó đúng ra mà anh vài bữa vô kẽm nữa mà không vô kẽm nữa bỏ cái luôn nút ghê lắm nha anh chị vậy nó già mùa siêu bông à, siêu bông già mùa đó này là hình núi mà nhìn kỹ anh tận này là nó là giống như một cây tàng không đó, hoành này nó tới 80 hoành mà. Nó cao đều lên đó anh coi đây nó tròn đều luôn đó anh nói chị nói chung là những cây nào vip thì giá nó cũng hơi cao một chút nó đẹp cây này chỉ có thua với cây trái banh à thôi cây trái banh là nó thua cái dạng cái độ trái banh nó tròn nó gắt chuẩn à gắt hơn hàng này nó những hàng này vẫn người ta có vẫn có mình cũng vẫn có à. Thì giá trị nó sẽ thấp hơn. Dạ. Thí dụ như cây nào đặc biệt nhất mà nó có thì mà không có là không thấy được. Chú mình nghe cây này bỏ xuống đây hồi chứ không biết cây này thôi cây bập chậm đó. Rồi đó bây giờ đó là nó anh cho đó là đi lấy mai đó. Anh đang đi lấy mai trong 44 tiếp. Đó bữa nay em thấy là những cái mai đó là cái này Thủ Đức anh hả? Nè cái này là Thủ Đức. Cây này tại sao anh nói cái này có 200 thôi à. Bởi vì cái này cái mây vàng là có nhiều
Nhưng mà cây này, nếu mà cây tứ quý cây này phải tới 300. Bộ đế đó, bộ đế là bộ đế cũng dữ dằn nhưng mà nó không bằng cái hàng tứ quý. Da nè anh chị. Cái này chú có trà bằng chảy sắt không anh? Chú cái này không có trà, cái này cái mây non thoát. Không bị thoát à, thoát chết hả? Này mùa đế đó nè. Quanh cái này, quanh eo nó tầm khoảng chắc khoảng 40 hơn á anh chị. Ở trên nó chính xác luôn. Từ 45 đến 47 hoành đó. 45 đến 47 hoành ha. Nhưng mà còn bộ dưới là bộ đế thì thôi, tới trăm mấy rồi. Dạ. Yeah. Thôi chứ bộ đế chưa quá hấp. Này cao lên nè, 1 gan, 2 gan. Cái thân là 45 á anh chị. Cái thân 45 á. Là cái bộ rễ là 45. Còn thác thân nó trên nó chút xíu à. Cây này nó còn ngon đó. Thác thân trên này ha. Cây này nó sang năm nữa nó già lên nữa là phải lên trên nước chục. Tại vì độ này nó nút nó có rồi, nó chơi được rồi đó, nhưng mà nó chưa có đạt cái quý bên kia. Thằng này cũng vậy, là mấy hàng cái quý hàng này. Nãy nó cây này giờ nhiêu anh? 200. Tập thể nào anh chị? Thì mình nói mình cũng như năm nay mình nói chung chung về những cái hàng nào này kia thì mình đã giao lưu trong vườn thì với cho bà con nói như tượng trưng đi, chứ nhiều cây nào mà nó nhỏ giống vậy nó không có tài không có đế nữa, chỉ có mấy chục thôi đó. Tùy theo cây cái bộ đế, nhiều khi cây không có bộ đế thì nó sẽ rẻ tiền. Bữa nay em đi tham khảo một vòng coi giá giữa tháng 9 này ở vườn Mai Phương Bình là một số cây giá trị nó hiện tại là bao nhiêu nha anh chị. Đây, mình xem dạo một vòng ở phía đầu này trước đi ha. Rồi, đó như cây này đây là cây bonsai. Cây dạo cũng giả Hữu Đức luôn mà ghép là mai giống Hữu Đức, giả Hữu Đức. Này tứ quý ha anh. Tứ quý ghép dạo Hữu Đức anh chị. Cái này hoành chắc cỡ gần 40 quá. Cỡ 40. Hoành cỡ gần 40 anh chị ha. Đấy. Thác thân nó tầm khoảng 15 nha. Mũ đế sổ của nó là khoảng cỡ 35. Sổ nôm 35 anh chị. Cái này giá trị bây giờ khoảng cỡ nhiêu anh? Cái này 95 triệu. 95 triệu anh chị. Mũ đế thôi rồi. Cái này non mùa hơn cây kia không anh? Cây này non mùa hơn cây cây này, nói chung cây này là mới năm nay nó ba mùa mà chuẩn lắm, nút chuẩn lắm, nút độ chuẩn. Này lật nút cho anh chị xem thử nha. Em ra hai bữa nay là đứng lá rồi chưa tử quý em thật đất. Anh nhìn quay lại nút rồi nút đều không đều luôn, cây nó cao cỡ nào đó, cây này chứ mới kém, cây này có chừng nó già ra đây đứng luôn rồi nè. Qua tuần nó cỡ 10 ngày nữa, cỡ 10 ngày nó mới mà kém được. Nó xét rồi nha, nó đứng thành là nó mở rồi, được kiểu chứ giờ mở sớm quá nó sẽ mọc. Cái này hết thì đọt rồi đó, đứng luôn rồi đó. Giờ cho đi nữa anh cũng bấm bỏ à, chứ đâu có để đọt. Ví dụ cái một hai cái đọt nào đó, nó không có đủ cây với mình để cho nó đều thôi. Đều xong bắt đầu là mình chỉnh sửa qua tới tháng 10 là mình là ok hết. Cái này cao cũng cỡ 1m2, 1m3 đó, bạn nghe cũng 1m2, 1m3 luôn, 1m3 đó. Đúng rồi, cái này nếu mà đàng hoàng 1.5m thì cao lắm. Cái khó khăn nó cao quá. Dạ. Chứ mình không tính cái chỗ cái bàn nó lên thì cỡ vậy, cây này cỡ gần 1.5. Mà tính luôn nguyên cái chậu thì cỡ 1.7. À. Chậu hơi như là nó có số đi số đo chung rồi đó. Nó 25 đến 30. Dạ. Thì cái nhân lên ví dụ như mà 1.4 là nó thành 1.7. Còn 1.3 là 1.6. Khi đó cũng nói khi đó là cái này giống với cây kia chân cặp quá. Cây đó cũng một cặp á, nhưng mà cây này là mắc tiền hơn. 1, 2, 3, 4 cây số 5 nè. À, cây số 5 nè. Cây này á, nếu mà giao lưu cây này tới 101 rồi. Cây này hoành lớn hơn. Nó lớn hơn chứ là nó đẹp hơn, thì nó nhỉnh hơn 1-2 chục. Cây này hoành 4 mấy á, 50 anh chị ơi. Đúng rồi, thì nó nhánh hơn chút xíu vậy thôi. À. Bao nhiêu anh cây này nhiêu? Cây này 101. 101 anh chị. À, mã số nó nè. Đó, 68 á, 1068. Nút nó nè. Này tứ quý ha, tứ quý ghép Thủ Đức. Lá lớn á, lá lớn á, mấy cái giống này là giống lá lớn mới xài được. Ghép sao? Ghép sao là sao?
ý nữa là ghép sau là dạng dạng như nó không có bị mà giống như mà trồng vô 2-3 giống giống như ngày xưa rồi nó cũ này kia đó. À. Mình có giống này là giống giống như mình ghép vô sau là mình sẽ lựa cho củ đất rồi lá lớn mình mới ghép. Này cũng 3 mùa hả anh? Đúng mà, rồi, cây này cũng 3 mùa luôn. Cái càng nhánh nó cứng hơn rồi đó. Cái, nhưng nói chung cây mai thì nó đẹp hơn chút thì nó sẽ tiện nó nhỉnh hơn chút. Rồi đó, bông em lật lên bông coi. Em quay sát lại cây nào cũng phải coi bông hết đàng hoàng nữa, mình mới giao luôn, mình nói chuyện có bông mới được chứ. Đó là những cái này nè. Đó em thấy đó, những cái nút nụ nó như thế nào. Đứng hình hết lại rồi anh chị ha. Đứng đọt hết rồi ha. Đó, cây đó cũng chân quý đó, những cây đó mất tiền. Cây này hoành dữ hơn. Dữ hơn, mất tiền hơn. Bao nhiêu anh? Cây nó 250. 250. Để đủ đế đặt. Bộ đế đặt hoành tổng của nó, eo của nó tầm khoảng cỡ này nó giống như là hai cây nhập lại chứ nếu mà một cây nữa là cây này nó còn có nói tự tự giống chí banh. Mà nó ôm lại nè, hai ôm cây này. Ôm lại. Ôm lại mình không khéo bằng chí banh. Cái rễ nó cũng ôm lại luôn. Của đó hả? Anh thấy là nút nụ lên quay lên cái nút nụ rồi tính tổng hoành của nó hai cây ôm nhau tầm khoảng cỡ 60-70 60 á, giống như hai vợ chồng cây này là gần 70 để nó tròn cây à. Nó tròn cây mai nó lớn lắm, còn cái mai mà khi nó dẹp á nút nụ nó ok rồi. Hình như cây này tới ba cái lận anh, ba nhánh ba nhánh nó ôm vô á, ba nhánh ôm nhau hai chồng đứa con. Mà nó quấn lên giống như nó lan, giống như là khắc bính lại đó, nhưng mà phải thành mọc. Tại tới quý ngày xưa nó bị dính như vậy nó nhiều lắm. Người ta không có biết nó trồng nó lấy cây con nó quấn cho đẹp á. À, cái này cao 1m, tại 1m2, 1m3. Ừ. 250 anh ha. Đúng rồi. Đó, cái này 250. Này cũng được 3 mùa luôn ha. Đúng rồi. 3 mùa. Đi về của bờ mùa em thấy này nay là lá nó đứng rồi, em thấy nó khác với bữa hổm chưa, tại vì nó đúng vô cái vụ là giống như là qua một cái tháng 8 là bị gió mà nó cháy lá rồi nó sấy tùm lum hết. Tháng 7 là bị cháy lá, còn tháng 8 là nó bị giống như là gió mùa thu mà cứ lắc phát hoài, vậy là cái mai nó không có làm bông làm nút nó đẹp. Qua tới tháng 9 đầu tháng 9 giờ này cái là im gió lại rồi bắt đầu nó không bị gió. Giá này là cái thời điểm hiện tại thôi nha anh chị, tới gần tới là nó sẽ tăng lên à. Thì nói chung thì mình bây giờ mình giao ở vườn thì mình ở đây thì nó vậy rồi, còn tăng lên thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Nay cây trái tim này giá nhiêu anh? Dạ. Nó tỉnh từ từ. Có giao lưu luôn không? Không, chứ trái tim mà chứ không có giao lưu nữa. Chiếc tim này thấy cao hơn không nói. Tại sao không? Tại vì nó chưa có tịch, chưa có thể tịnh hình lại được. À. Là nó còn yếu. Bộ quét nấm nè anh chị ha. Nó lên lại nhưng mà nó còn yếu lắm, mình không có giao lưu là nút không có đạt, mình không có giao lưu được. Tại cây này anh phải làm nút, anh tự ở đây anh tự anh làm nút được thì anh cho thuê cho mướn coi từ từ. À. Chứ không có bán là mang tiếng chứ. Chưa giao lưu nhanh chưa. Tại vì nó còn yếu. Dạ. Chứ không phải là mình nó giữ gì hết. Cho nó bẻ một năm đi, sang năm bắt đầu là nhánh nút anh không có sửa kẽm nữa. À. Mà bữa nay là thấy nó cao hơn. Nó cao nó lớn đầu. Nó có đó, à. Nhiều đó nhưng mà anh thấy là nó bị sốc, hổng ngày nó bị sốc lợi rồi. Dạ. Giống như là một cái nè em lại quay cái nút nụ nó dày mà anh không dám giao luôn nè. Tại vì cây mai vàng mà vô cái siêu vong đó là nó nút nó yếu gì. Dạ. Có nút nè, có nút lừ hết trơn mà nó yếu. Thì tự anh sẽ nữa từ anh sẽ dưỡng lại chứ nếu mà giao lưu lại nữa người ta mà nó phải cho mạnh cho người ta nè, em mới có một nút nhiều nè mà yếu nè, nó yếu là như vậy đó, là nó sẽ mình nó yếu. Dạ. Khi cây mai xanh mạnh giống mấy vàng đó 4-5 cây trước á thì được. À. Cây nào cũng được hết mà riêng cây mai này nó tự nhưng mà nó yếu là dạng như nút nó mình thấy chưa nó đạt. À. Mình giao lưu mình thấy ngại chứ nói chứ cây mai người ta bỏ ra mấy trăm triệu mà ai mà mua mình cái về mà nó hư từ kia người ta nó mình mua cái giúp đời. Dạ
sẵn ở khu vực này em thấy nãy này thấy có cây này hay hay, quay cho mọi người xem cái tham khảo anh chị. Đây ở dưới đây thì anh Út ảnh làm những cây bonsai từ nhỏ nè. Cái này hình như là hột của siêu bông không anh? Hột siêu bông rồi ghép với siêu bông nữa. Cái này là cây hột siêu bông anh chị, xong rồi còn ghép lên cái siêu bông nữa. Chứ anh không chơi để nguyên hả? Siêu bông nó nguyên cái đó. Rồi nó nhiều khi nó bị giống như nó lai rồi này kia, nó không có đạt bông. À. Thì đó, này cây này giống như là cái này vô sau nè. Cây nhập đậu không? Còn cái cây này là bữa hổm là Út mới mua về để đó. Cây này hay quá, cây này đẹp quá luôn. Cây nhỏ nhưng mà đẹp lắm anh chị. Có cái quai bình nữa nè. Đó, quai bình nhưng mà bộ đế của nó đẹp nha. Rồi bộ đế của nó là đấy, nó đế bắp đế lực không á. Nè là nguyên con thú luôn. Nguyên con thú của quai bình luôn. Ghép đang lên mạnh luôn nè. Rồi để em quay vòng cái mấy cây con này cái con đẹp quá anh chị. Mấy cây này là đang nuôi giống để lấy giống nè. Bữa nay ở dưới đây là có mấy chó mới ra đời. Từ anh, này có cây đẹp lắm nè anh chị. Đó, cây thác đổ nè. Họ đang để nuôi cái bình này, mốt lấy bình ra nè. À, cây bữa nay hôm bữa quay nè. Thì đó bữa nay đó, hôm quay lại bữa nay là chị kém rồi đó. À. Mấy cây này giờ chắc chưa giao lưu rồi hả anh? Chưa, thì nó chúng nó còn nhỏ mà. Nhưng mà từ từ đó, Tết ai thích lại nữa thì ví dụ mình bán ra này kia, mai lớn thì mai nhỏ nữa, thì tao thích thì giao lưu thì cũng giao lưu thôi chứ. Mấy cây này mới ghép nhưng mà tại tới Tết là chắc cũng ra hình được rồi nha. Được rồi, thì sang năm. Đó là Út một bo nó cọt vô vậy đó, lên như vậy đó. Siêu mini nha anh chị. Này hành thú nè. Đó. Siêu mini đây ha. Trời, siêu tầm chỉ với mình em không làm đây. Được thôi chứ ai làm được hết trơn á. Thằng bằng tí Mỹ trời ơi. Nhỏ lắm nha anh chị nè, thấy không? Cái ngón tay của em ha. Đó, nhỏ hơn ngón tay em nữa. Rồi để đi ra ngoài anh chị ơi. Đó, đi coi tiếp những cây mai lớn nha. Thì bây giờ nè, sẵn nữa thì em đi luôn một đường tới đây đi giống như một đồn nữa đi. À. Rồi đi vòng cái này nữa, vòng xuống cũng giao luôn. Dạ. Tại bữa hổm mình đi mới cái lúa bên kia. À. Thì bữa nay mình đi lúa này nữa rồi nhắc cho khác cái lúa bên hổm. Đó, bữa anh nói 6 lúa rồi mà để đi coi là thử cho đúng không. Mấy cây bên này cũng giao lưu hết chưa anh? Thì bây giờ anh vẫn giao lưu hết chứ. Giao lưu hết luôn ha. Cũng như nó khách hứa là anh giao lưu. À thôi cây này luôn đi. Thì đó. Nhưng mà cây, bây giờ là mình quay đại thái đi chứ. Bây giờ báo giá thì mình báo cũng một mớ. Dạ. Mấy cây này thì khoảng cỡ 150. 150 ha. À. Để quay những cây nào mà tượng trưng nhất cái mình à, em hỏi báo giá cho anh chị luôn nha. Nè đó thì đó giờ em thấy đó giờ là làm nút cuối đó là giống như là anh bấm một cái lại trong nè, anh lại lên chỉ nè. Nó rất là nhiều nút. Nó sẽ dồn vô. Đây. Thấy không? Bấm này nút này đúng không? Rồi. Nó sẽ nhảy ra đây nhưng mà ở trong bên nó dồn vô nè, em thấy nè. Nè. Em thấy chưa? À nó dồn nút. Nó dồn nút vô công nè. À. Đó, thấy dụ như nữa sau này lên trên đây á nè nè chừng già khoảng chừng 1 tháng tháng 11 là mấy thằng này nút y chang gì nữa. À. Siêu bông nó là mút dễ nè, nó ra tới đầu luôn nè. Đây nè. Em thấy chưa? Ra đây là bấm nè, bấm đầu nè. Rồi. Nó ra đây thấy dụ nếu qua tháng 11 mà nó không được hết mình sẽ xiết vô đây. À. Mình lấy nút này nó lớn lên lẹ lắm. À. Tại vì cái siêu bông nó lên làm nút nè, giống như cái này nè, nó đang tượng hình nè, em thấy không? Lên một chỉ nè. À. Mai mốt nó già đi nè. Đó là mới lên đó là sẽ bấm chỗ này nè. Đó, ví dụ như vậy là phải bấm bỏ như đi.
đó là nó sẽ làm một dây đó như này nè, nè này bấm nó dồn rồi nè, nè qua đây cho em quay nè, thấy chưa nè, thấy chưa, vẫn là chặn của mày nè, giống như em chặn cái thằng này thì nè nó chặn vô cái này giờ nó lên nè, nút thấy chưa? Dạ. Rồi nó ra tới đây là mấy thằng này nó sẽ lên bông như vậy nữa nè. Dạ. Tại vì thằng siêu bông này nó dẹ dạ lắm. À. Bấm ở đâu là nó sẽ lên nút vô đó. Dạ. Nó không phải nó chạy dài nè, em thấy không? Rồi nhìn thấy cái mai của anh ai cũng nói trời mai như vậy mà nó chỉ đọt như vậy, xong giờ bấm khúc vô đi. Khúc vô một cái mai mốt là mưa nó lớn lẹ lắm. À. Cây siêu bông nó rất là nhiều nút. Anh dở trong cái này nè, ở trong già nè. Giờ nút này nó bự vậy nè. Nó tè lè hết trơn rồi nè. Nhưng thấy dụ như này giờ nó có bung đi, bung mấy trong đây nó nút trong đây nó vẫn còn ăn được mấy ngoài. À. Nó không phải nó giống như là mấy giống khác. Bởi cái giống của anh là siêu bông mình đó, kiểu nó làm thấy nút lư hết trơn nè. Nó ra nó rất là lẹ nè, đang bự cho bá nè. Thấy dụ trong đây mà nó có nở mấy nút trong đây nó vẫn còn xài nút ngoài. À. Cây mai nó siêu bông nó nhiều. Mấy lớp luôn. Mấy lớp này. Nó không phải nó giống như mà cái giống khác. Cây này 150 anh ha. Đúng rồi. Thì đó em coi cái hoành này á, là cái hoành hàng này á là nó tới nè. Quay nếu đó mà báo giá thì em phải quay kỹ cho anh. Năm mấy á? Năm mấy cái gì? Hai tay anh hết rồi không hết mà làm sao hai cái tay anh phải là 50 hoành. Thì đó năm mấy á, năm mấy 60 á. Năm mấy 60 hoành, đó em sẽ quay rằng mùa hết là dùng cây nào. Cái này được mấy mùa anh? Cái này á. Cái này là 4 mùa rồi. 4 mùa. Anh biết rồi hết rồi, đầu sang năm mới đầu anh bớt tỉa lại. Đi bớt sửa lại làm cho bấm. Tại vì năm nay anh sửa rồi mà anh thấy nó cũng đi đọt dữ quá. Sang năm cho bấm từ từ lại cho nó lớn, nó tròn đều. À. Rồi mình sửa là cây khác, sửa là những cây tơ khác. Tại vì cái, tới 4 mùa, 5 mùa là nó cứng tàn rồi. Năm nay nữa là nó đều rồi. Cái này tàn cỡ mét 7 anh chị ha. Đó, tàn cao lên từ khoảng cỡ mét rưỡi. Từ mét rưỡi. Cái này cỡ mét 7 mét 8 đó. Tàn ngang mét 7 mét 8. Bởi vì tháng 9 lúc này đã làm lúc như vậy là nó cũng là nó cũng vừa rồi. Mình không có để cho đoạn nó chạy được. Mình cứ nhắc chút xíu thì thôi. Nhưng mà tùy theo cây ha, cây nào ví dụ nó chạy nhiều quá thì mình sẽ bấm vô nó sâu quá thì nó nở khó chịu lắm. Dạ. Tại của anh á, anh làm nhánh cho nó nhiều. Rồi bây giờ anh bấm ngoài được. Còn cái ví dụ nhánh ít thì mình sẽ bấm như khác nè. Như nhánh này là nó không có đi đọt được. Em thấy nút nó dùng như cái ghê không? Thấy chưa? Nó già hết rồi nè. Rồi nó già rồi hết đó mà nó không đi đọt được đó. Dạ. Cây này cũng vậy, nó nhánh này nè. Em thấy chưa? Cái siêu bông nó ngộ vậy á, nó mà không đi đọt luôn cái là nó dồn nút dồn ghê lắm. À. Mà nó đi đọt đó là nó ở trong á là nó chạy từ từ nó ra nữa. Cái này đang đi nè. Ừ. Đang đây anh mới bấm à. Đúng rồi đó. Còn mấy anh này em thấy không? Nó già lá một cái rồi đó. Bây giờ làm giống như vậy đi thì cũng được thôi. Nhưng mà qua tới tháng 10, 11, tháng 12 có một mưa bất chợt giống như năm rồi một cái là mình chết. À, nó sớm già, nó nở sớm quá, nó bự quá, nó nở bao nhiêu bông cái. À. Bông nhỏ nó thì 10 bông nó nở chừng 3 bông lên mình cũng chết rồi. À. Tại vì bông cái là nó một cái là được 7, 8 chân không. À. Còn bây giờ thấy dụ nếu mà nó mà nở bông cái còn bông con thì nó chỉ 3, 4 chân, 4, 5 chân. À. Nó không có bằng cái để nhiều hả? Cái nó nhiều. Cái để nhiều. Đó, bởi cái siêu bông nó đóng bông bởi em thương là vậy đó. Bởi cái nửa sau này em cũng ghét siêu bông không. Em thấy nút nó giống như một cái dây dây cá vậy đó. À. Nhưng mà nó nở đều hết luôn. Nó không có nín. Kiểu như siêu nụ của anh tre ha. Ừ, đó nó đi cái là đi hết. Đó này Thủ Đức anh thấy chán chưa? Bởi ngày xưa nói Thủ Đức rồi em ơi, anh nói giờ anh thấy Thủ Đức anh cũng hơi ngán. Nhiều khi người ta nói làm Thủ Đức đi, mình cứ chơi Thủ Đức. Tại ví dụ em vừa của anh thấy nè. Đó, bây giờ đó nè, nó không đều, nó có đều mà nút vậy đó. Rồi có nhánh đó, nó không có đều, nhanh là nút nó nhiều. Nó lên rồi nó nở rồi nó không còn lậu được. Vậy là cái cây này có giao lưu không anh? Vẫn giao lưu nhưng giao mà nói ha. Chuyện là nó già mùa biết sang năm là anh sẽ làm hai thứ rồi. Mùng 5 tháng 5 nó làm đúng. Sang năm anh bực rồi, sang năm mùng 5 tháng 5 là anh sẽ... làm y chang như bánh tre với bánh tre đó. Mùng 5 tháng 5 mà cắt bỏ lặt lá hết vậy mà nó lên được. Tự quý ghét Thủ Đức anh chị. Thấy nút nó vậy mà nó lẹt sẹt, không thấy mưa không thể nở thấy ghét. Nở rồi còn bông giống vậy Tết xong chưa. Nó không có đạt, bông nó không có sướng nhìn cái nó lên hoài đó. Kiểu như nó không có đều hả? Không có đều bông. Đó là cái giống này là nó là cái giống này giống gì biết giống gì giống cũ. Cái giống này hồi xưa là năm sáu năm trước á là giống cũ nó lai mình lấy cái giống này mình đắp qua bên kia đắp qua nọ đó. À. Rồi nó không đạt. Như cây này là nhiêu anh? Không, cây này nó không có giao lưu. Chưa giao lưu ha. Chung chung đi giá cây nào ví dụ lên trên giường mình lựa được. Dạ. Cây nào đẹp
Cây nào đẹp không? Còn những cái vàng anh nó thua là thua, mà vàng anh nó gì đâu. Bởi không kiểu gì mà vườn mai lớn cũng phải có những cây nó chưa đạt chuẩn nha anh chị. Đúng rồi, nè đó, em thấy mai vàng này đó, anh thấy mai vàng của anh nè. Chưa đạt chuẩn nhưng mà ở vườn mai Phương Bình thì được cái nhờ số lượng khủng nên là vẫn có những cây đẹp. Những cây đẹp mình nó mình để vô luôn. Anh thấy là anh nản mai vàng, anh không biết làm sao để cho anh lửa sau sang năm rồi nó cũng. À, như cây này là anh thấy anh nói chưa đạt nè anh chị. Đây nè, em thấy chưa? Bởi đâu, không phải đâu có ăn được thằng mai vàng, khó lắm. Không phải là trồng mai ngàn cây là ăn được ngàn cây đâu. Nó bị giống như là nó bị một cái vết rồi, rồi cái rễ nó nữa. Xong rồi cái mình không có đạt. Còn tôi quý thì thôi. Okay. Mai vàng. Đó thấy tôi quý, tôi quý nè. Cây nào em thấy cũng mê hết trơn. Tôi quý là sức sống nó khác liền anh chị ha. Đó, bây giờ quý mai vàng, mai vàng là ngán lắm. Tôi quý này hoành hơi khủng á nhau mọi người. Hoành này chín mấy hoành nè. Chín mấy hoành. Cây này chín mấy. Này đó, em thấy siêu bông. Siêu bông ha. Đó, em thấy em quay siêu bông cái nút. Cỡ nào cỡ em vẫn còn nút để mình chơi. Nè nó cây nhánh này nó không có đi đọt luôn, còn nó vô nút kéo luôn vậy đó. Nút khá đều anh vậy ha. Đó, mình thấy rồi nè, nút nào mới chà bá lên đó. Cỡ nào là cũng còn hết trong quay hết đều hết những cái này nữa. Cây này nó cũng đứng đọt hết nè, làm chạy nè. Nó đi đọt rồi xong mà nó chặn hết đằng ngoài nó vẫn làm kịp. Nó tới tháng 11 luôn vẫn còn làm bông được. Nó hay là hay vô. Còn mai vàng thì vừa thôi thôi. Ông muốn cho ăn là ăn, không cho ăn rồi thôi là cứ vậy đó. Đó, cây số 3 năm 2 đó. Mấy cây này là năm nào cũng cho thuê hết trơn, mấy này rồi người ta có nhíu mà con ta biết mình ta thấy thử. Nó già mùa rồi. Nó già mùa rồi. Cái này được mấy mùa anh? Cái này 6 mùa rồi. 6 mùa với cây này giờ giá nhiêu anh? Cái này 400. 400. À cái này tàn ngang cũng 1m9 anh chơi. Đó, 1m9, 1m8, 1m9 á, 1m9 gần 2m luôn á. Cao lên tầm khoảng cỡ 1m rưỡi. Hình như cỡ cái 1m rưỡi là chiều cao chuẩn của ảnh này sao anh làm cỡ đó nè. Nói chung là bông sai là cứ đó em thấy này đều cũng vậy. Với lại hình như là cỡ 1m rưỡi dễ ship nên nè. Với lại nói chung là nó vô cái nhà người ta nó vừa nhà người ta 3m, 3m rưỡi vậy. À đúng rồi. Anh cứ nghĩ từ 3m, 3m rưỡi à. Quan trọng là cái nhà mà 4m là những cái công ty. Đúng rồi, cái tàn ngang á. Nó ấy bự thôi. Dạ. Thấy nhưng mà bự vẫn có cây bự nha anh chị. Có cây bự đi luống kia. Thì đã nói 6 luống mà. À, 6 luống. Mình mới biết là hình giá mai mình được bao nhiêu tiền. Dạ. Thì cứ đi quay từ từ vậy đó, là cho em quay để cho em biết để cho người ta nói ở vườn mai ở 200 tỷ. Lên mà không có mai gì mà nói trên trời với biển. Không có mai mà nói 200 tỷ. Đó rồi cứ đi luôn, đúng không? Cái luống mà hẩm là cái bên kia khác, bên đây cái chỗ khác nữa nè. Dạ. Nó bà con cái coi để quan sát là đúng là ngoài cái Vương Bình nó đúng là nó sai. Chứ để nó công là nó khùng cái gì nó cũng biết cái gì mà nó nói tầm bay tầm ba. Như cây này bữa nay là chưa đạt hả anh hay sao? Cây mai vàng này nó không có đạt, anh nói là mai vàng anh không ăn được mà năm nay mai vàng nó bị hư nhiều lắm mà anh đâu còn cái gì đâu mình nói đó nè, tới quý nè. Đó cái luống nó phải quý đó, mai vàng này mấy không? Bờ hổm nó có nút bữa nay nó cũng giật là nút không có luôn. À. Mai vàng này đó. Đó mấy cây tôi đuối à. Là mai vàng này là đuối à. Thì anh năm nay ăn là tôi quý thôi chứ mai vàng anh không ăn được. Anh chở trong kia về cũng vậy là vàng tôi quý anh ăn không mà chứ mai vàng nó thấy năm nay nó mai vàng anh thấy không có đạt rồi. À. Chứ không phải nói anh ăn hết cái nào cũng ăn hết thì đâu có được. Cây này là tạm được nè. Cây này là ví dụ như còn có nút. Đúng không? Yeah. Những cây này là không có nút, cây nào không nút nó giờ cái đám đó đó, đám cái quý bự đó em thấy không? Đó là một luống từ đây đó qua đó là một luống. Một luống anh nói là nó gần cả ngàn mét vuông. À. Vậy đó thì cái nào qua luống nó nhỏ. Cái này quay cho mình biết. Mai vàng nữa nè, cây này hình như là bị hồi trước rồi. Đúng cái lúc trước là trà đó. Trà bằng rễ sắt làm da nó hơi sầm sạm là nó chắc chỉ trái tim á, mà cây này nó còn mạnh nên nó cũng có nút này mà không biết tết này được hay không. Một cặp với trái tim. Cây này có nút nè. Cái này là siêu bông nó có nút đó. Cây nào có nút. Mai vàng ghép siêu bông. Còn cây này cái khu đức này cây có nút nè. Nó cũng có ăn chứ không phải là không ăn, nhưng mà nó ăn cái số lượng là cái không có vừa bụng của anh. Rồi mà tôi quý em thấy này đó, góc nào cũng thấy chà bá gì đó không. Tôi quý góc nào cũng đạt hết trơn ha. Đạt hết.
bơi gấp tới quý á, xui lắm, nó dính vô đất vô một hai cây là không ăn thôi, còn như là dính vô bông ăn hết đó nè. Đó anh đi là xong á, ngày nào cũng nuôi khỏe đó nè, thấy chưa, đây là cũng chặn nè, đó chỉ với người ta nói ra là cứ chặn bỏ như vậy đó, bắt đầu canh nó đều hết, xong rồi qua tới là tháng 11 bấm một cái là cho nó tròn do luôn à. Chứ bây giờ là mà không có bấm mà tròn do được, tròn do đó thì nữa sau này nó bị giống như cây lên nút nhiều, cây nó quýt đó, mày hiểu không, giờ cho nó dư vậy luôn cũng được đó. Cái này mấy màu anh? Ừ, mấy cây này, mấy cây này là em nhìn cái này, cái gì là em biết nè, năm mùa sáu mùa. Và những cái nhánh này ví dụ như mận nó kèm theo mình không nói, những thằng này bự nè, bự nè, em phải coi trong nhánh cái nào bự nhất á, thằng nào bự nhất là ghép đó trước à. Là cái đó là nó mạnh đó à. Đó em thấy su bông em quay một cái là nó bông lên hết chứ, nó nở cỡ nào nở đâu mình vẫn bông nút nè. Rồi nè, giờ xong nè, thằng này nè bữa hổm nó có, nó một đợt nữa trước nở bậy nè, giờ nó còn ra được hai nút nhỏ nè, đây nè, nè nè quay cận kỹ nè, đây nè, thấy chưa, nó ra hai cái nhánh chơi rồi, hai cái nhánh chơi đó là cắt ngang đó à. Nó sẽ lên hai nhánh chơi, đây là hai nhánh chơi nè à. Là nó sau này được hai cái nút nhỏ à, nó cũng lên được bông dạ. Nếu mà nó được nở tháng 11 là xong à. Đó bữa hổm mà cắt á được tháng 7 8 này, đây nè nè, chỉ cho em biết nè, đó à, dính không à. Đó nó nở hết, nó cắt hết là dây mà nó còn lên được bông nữa, nó lại à. Nó nhảy bông lắm, còn mà ví dụ như nó nở tháng 11 là xong, thua, không lên được, không kịp. Cây nào cây nấy thì nó sẽ lên y chang như cây này nhiêu anh, cây này nè, cây nào đó, cây này nè, thì cây này là 80 ha, tứ quý ghép siêu bông nó lớn gốc với à. Nó lớn tàn với thứ nhất thứ hai nữa, rồi nó cũng có cây này hoành nhỏ hơn mấy cây kia anh nhỏ vậy? Hơn à. Nhưng mà thằng này nó già hơn, thằng này nó tới chín mùa mùa đẹp rồi, thằng này nó già lắm rồi, nó cái chi cành nó tới già hơn nhiều thằng kia nữa. Thằng này là mái già. Thì năm nay anh đã giao lưu rồi, phải giá cho mềm thứ nhất thứ hai nữa rồi. Nó cũng có dịch bệnh đi qua rồi thì nó cũng đỡ, không bán giá đâu quá. Cái này tàn khoảng 1m8, 1m9 anh chị. À, cao khoảng cỡ 1m6 á. Cao 1m6, tàn 1m8, 1m9 ha. Mấy cây này hồi xưa là bán là mình nói dùng như là mai á, đàng hoàng mai già mà nó không phải là cũng bán giá đó đâu. Sổ nôm nó khoảng 30 đó anh chị. Bây giờ là giống như anh cũng không có lên giá mà. Đây, đi dạo tiếp ha. Ở vườn mai Phương Bình thì có rất nhiều cây anh chị, anh chia làm sáu, cỡ sáu luống ha. Bữa nay quay luống thứ hai mà nãy giờ hết cả cũng khá lâu rồi đó, mà vẫn mới đây được mấy cây thôi. Em qua em thấy nó giống như một cây củ không? Đó, này củ đặc mà. Dễ bán lắm mà. Dễ này củ đặc. Dễ bán. Này được 5 mùa không anh? Đúng rồi. 5 mùa. Ở đó. Siêu bông thì mấy thằng này á, thì nói chung nếu mà giao lưu thì thằng này khoảng 120. Ừ, nói chung giá đủ thứ giá hết trơn chứ không có riêng một cây mà giá như vậy đó. Này như cây này cũng đứt nè, cây cũng vậy nè, cũng đẹp nè, cái đó siêu bông cũng ok, bông siêu bông mà khỏi nó. Cây này hoành tầm khoảng cỡ 40 anh chơi, ba mấy 40 ha. Nó không phải là hoành nhưng mà cái cũ nó thế nó đẹp, cái eo 40 mấy hoành nhưng mà nó giá trị nó cũng ra cao. Cũ thì chưa nói nha anh chị. Cây mai mà 70-80 hoành mà giá ví dụ nó cũng thấp là tại sao, nó không có đẹp. Yeah. Nhiều nhánh thì nó sẽ rẻ tiền hơn cái hàng mà một thân một gốc lên. À. Với bộ đế nữa. Em thấy nó khác là quan trọng rồi đó. Giống như bên đây nè, mai anh là mai một cây là nhiều. 2-3 cây nó sẽ khác liền, mà một cây nó khác liền. Cây này tàn 1m8, 1m9 luôn nè anh chị. Mấy cây này phải 100 mấy thì nó lên tiền. 130. Rồi mấy cái lên trời ơi. Cây này thì ít mùa hơn ha anh. Ừ. Ồ, cây này nhện đỏ này dữ ta. Cây này nhện đỏ nè. Mấy vàng ha. Biết nè. Mấy vàng. Bữa nay anh đi mới thấy nên. Ôi, siêu bông. Siêu bông. Đây coi chừng nó bay gió qua nó lầy mấy cây kia không anh. Rồi, đồng hồ xíu hồi sáng này anh kêu đi xịt ba cái nấm với ba cái rồi. Thì bây giờ anh thấy mấy cây kia không bị, cây nó có cây này bị nè. Ừ. Ổng xịt liền là nó là gió nó bài à. Bài nó dính. Dính á. Nó đang xịt trong để giúp anh kia kêu nó là mai gió xịt. Nhìn rồi, đỏ, con cây nó lẻ rơi chứ. Nó ra nguyên luôn à. Đó lẻ ra. Gần hết cây.
vậy là anh phải xịt luôn mấy cây xung quanh trừ rồi đó. Thì một hồi đi rồi anh sẽ nói là mình sẽ làm cái clip lên, mình sẽ giao luôn luôn là xanh nhật liên quan trên một đám cưới đám hỏi gì từ tháng 11 tây trở lên là có may hết hiểu không? Dạ. Bây giờ là mới tháng 10, một tháng mấy nữa là sẽ có cái vụ dưới giao lưu nữa thì mình lên đây mình sẽ nghỉ. Cây lớn cây nhỏ là anh sẽ có những nút bự. Anh sẽ làm đặt trước anh trước 20 ngày. Đặt trước 20 ngày nữa. Đặt 20 ngày là anh sẽ làm cái clip này nữa. Ví dụ như là sau khai trương cũng được, sau nó sau quan năm cũng được. Mình biết là mình chừa hàng rồi. Tại vì hổng gài anh quên. Nhưng bây giờ mình cũng biết là tại vì bên nay người ta đặt bên cơ quan nhà nước mới đặt hai cây anh đó là tháng 11, tháng 11 đó. Đó là sắp tới rồi, hàng 20 ngày nữa. 11 tháng 11. 11 tháng 11 là đại hội đoàn kết. Trời cái mai nó ngã. Rồi đặt là tới tới đợt đó là ra ra bông luôn ha, anh làm bông cho nó ra luôn ha. Đúng rồi. Gió dạ. Bạc bạc cây mai anh luôn. Anh ơi. Ê. Em kêu cái nào lấy qua vịnh cho mai dựng cái mai người ta coi tưới cái mai rồi coi nó lật ra cù nèo luôn à. Minh nó tưới mai sao nó không thấy cái này trời. Cái mai vậy nó ngã vậy mà nó tưới mai này mà nó không thấy được luôn. Mới tưới cái luống này nè. Lật cù nèo luôn. Gió lớn lắm anh chị. Vô nó cái máy dựng cái này rồi tưới cái này nó đứa đầu dằn lại coi. Kêu Minh tôi. Này mới đi được một nửa cái luống này đó anh chị. Nửa cái luống đó thì cái đi vòng một cái này là đó xuống tính đó đi. Xuống cho nó hết. Hết cái luống này đi rồi giống như mấy cây mai kia đem về nữa đi rồi mình sẽ đi qua cái luống bự luôn nè. Ta đi vòng qua quanh đây cái là này qua cho anh chị xem hết cái luống này coi. Cái này cũng chưa có kỹ lắm nha anh chị. Đó, cho mọi người xem cái quang cảnh xung quanh một cái luống của ảnh này ha. Ô còn dưới kia rồi nhiều lắm anh chị ơi. Thì đem đi cái luống nãy là mình chưa được bao nhiêu đó thì qua cắt qua đây đi rồi một cái đám nó chống chống đó là anh đem mai kia về. Rồi giờ qua mình bên đâu anh? Thì kêu nó lên trận nó hỏi nó gãy sống luôn. Tắt máy gì đó đang lấy gì từ từ làm gì? Gãy xương sống luôn á. Gãy xương sống mà. Bỏ đi kêu lên. Nó lỡ ngã rồi từ từ. Từ từ đi đi kêu nó. Lỡ ngã rồi, cây nặng lắm á. Nó đập luôn cây kia nữa rồi là hai cây luôn. Gió này mới gió. Cái gió nó ấy nè, nó thấy không nó tàn nút nó vậy là được không? Cây số bông càng già nó càng dữ. Nút tròn do luôn. Nếu không đi đọt lên là nó ôm nút, không đi đọt lên ôm nút em ăn nút thấy bệnh luôn. Cây số bông nó vậy đó. Siêu bông này là siêu bông chính hiệu của Sài Gòn nha anh chị. Kêu Dũng luôn hai hàng luôn. Đó, nút nó lừ luôn nè. Cái này là như là nó đứng đọt luôn anh chị ha. Rồi mình tẻ qua bên này một cái đi anh. Rồi xin. Bây giờ mình ra tới đây là qua tới đây cho hút hết khúc này đi rồi mai mốt mình đi cái mai lớn nữa. Bây giờ mình tẻ qua đó rồi mai lớn nữa rồi mai mốt giống Điền Giang rồi đâu mai đâu nữa rồi đúng không? Rồi lại mày coi cái mai gửi cao kìa, nó ngã rồi. Rồi mày để cho nó đều đàng hoàng rồi lấy mấy cục đá mà chim lên bạn. Sẵn chưa? Mày tưới mai là chưa đó mà ngã mày mày thấy không biết sao mà dòm sao sáng giờ sao nó ngã nào không biết mà. Nãy giờ có gió ở đâu mà mình ngã mình không thấy. Bây giờ chỉnh nó đàng hoàng lấy mấy cục thạch chỉnh được tao. Đó thì bây giờ đó là một luống đó. Rồi đó anh đứng đây đang quay những cái luống kia để còn từ từ để mình sẽ quay tiếp cho bà con chứ nó dài quá cũng ngán. Rồi đó này là cái mai chung này, mai nhỏ nè, hôm nãy đem về đó. Là anh sẽ sắp vô một đám như vậy nữa đó. Đây một luống của ảnh là từ phía trên nữa kìa anh chị ha. Đó từ phía trên nữa, nó đang về cho cái chỗ máy to nó cứng giường luôn, nó không có chỗ để luôn. Chặt như vậy để mình cứ bò lên thấy như vậy là biết rồi. Đó là rồi xong rồi đó là. Đó em coi là siêu bông ở đây. Đó dài đó anh ăn vậy là. Còn những cái luống bên kia làm dơ cao cao luôn cho người ta thấy còn mai lớn bên kia.
thì bữa nay mình cũng giao lưu như vậy thì bà con cô bác thì có ủng hộ mình thì lên đây. Nói chung là tôi quý là này chừng dài ngày cái em vô đây quay tiếp cho mọi người xem ha. Bây giờ à, clip nó dài lắm, clip dài không lắm, có quay hết được đâu. Nãy giờ gần tiếng hồ luôn rồi đó mà đó là mới có một khúc à. Đấy là nó lên 6 lún mà từ đó lên đây nó lặn lún đó. Dạ. Rồi trong bên đó nữa. Rồi dạ. Những cây lớn nữa. Dạ. Rồi thôi giờ cũng cú clip thì cũng chúc bà con mạnh khỏe. Rồi có dịp nào về chơi mai thì ghé vườn mai Phương Bình ủng hộ. Thuê mướn cũng được, rồi giao lưu cũng được, mua bán mỗi miền đất nước chỗ nào cũng được hết, nhưng mà mình phải giao lưu với gặp mình chứ mình không có mà giống như gửi hình gửi này kia rồi không vừa bụng bà con. Nói chung kia mai tôi thì nó cũng tứ quý, được tàn thì tôi mới giao lưu, còn dạ. Cái nào không được tàn thì tôi không được giao lưu, tại vì nó yếu mà đem về người ta rồi lỡ có trục trặc gì này kia rồi mình mang tay mang tiếng. Nói chung là số lượng cây anh rất là nhiều, nên là quan trọng là anh chỉ cứ phải lên là chỉ cần từ vài triệu là mình có cây rồi, phải không anh? Đúng rồi. À, bữa thì anh nói từ vài triệu rồi lên vài trăm triệu, về 1 tỷ, 1 tỷ mấy cũng có, là những cây bự để tôi sẽ quay những cái bự sau. Yeah. Đó chứ bây giờ mình nói về cây này mình nhảy qua bên kia là không được, mình cứ một lần lên một giao lưu là chứ đại khái là giá chung chung. Yeah. Thì nói chung là vừa túi tiền. Yeah. Giờ vừa bà con cô bác coi những cây nào có bông hoa nó đẹp thì mình mới biết mình coi. À. Rồi hẹn gặp lại anh chị ở những cái clip tiếp theo nha. Em tạm kết thúc cái clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mình nhớ bấm like cho vườn mai Phương Bình và đừng quên bật chuông thông báo để xem những live stream mới nhất trên kênh Chợ Sài Gòn nha. Chào anh Phương nha. Rồi ok.